Các bạn đang nghe truyện từ Hài Nhi bắt đầu nhập đạo trên kênh TV Audio CV. Các bạn đang nghe truyện từ Hài Nhi bắt đầu nhập đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1425, Thánh Anh cuối cùng thành, vị hóa tiên thứ hai, năm, đa tạ ân công. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Lý Hạo. Lý Hạo có chút kinh ngạc, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên tiên đang kia, là đối phương đang nói chuyện, Lý Hạo có chút chấn kinh lúc này tiên đang đó lóe lên ánh bạc sau đó đột nhiên vẽ một đường vòng cung bay về phía xa di thiên thánh nhân sửng sốt đột nhiên phản ứng lại vội vàng đuổi theo không ổn mau phong tỏa thánh địa tiên đang muốn chạy trốn nhưng phản ứng của hắn vẫn chậm một bước tiên đang đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa ngay cả mùi cũng không để lại tất cả chuyện này xảy ra trong nháy mắt khi lý hạo lấy lại tinh thần thấy di thiên thánh nhân đang ngẩn người biểu cảm của đối phương có chút mờ mịt. Lý Hạo cũng có chút ngây người, không ngờ tiên đan sẽ triệu đến tiên kiếp không nói, còn chạy trốn. Lão sư, bên cạnh, đồ đệ thánh nhân của Di Thiên Thánh Nhân, biết hầu chuyển động, có chút phát ngốc. Di Thiên Thánh Nhân ngây ngốc rất lâu, mới từ từ lấy lại tinh thần, hắn nhìn lò luyện đang bị xuyên thủng trên đỉnh, có chút đờ đẫn. Tiên đan ngưng luyện ra được một cách khó khăn, tiên đan duy nhất trong toàn bộ chư thiên thế giới, vậy mà chạy trốn rồi. Hắn thân là chí thánh, vậy mà cũng không đuổi kịp. Lý Hạo nghĩ đến lời tiên đang nói trước khi chạy trốn, ánh mắt lóe lên, đối phương cảm ơn, là vì lực lượng hắn truyền vào lúc cuối cùng sao, tuy nhiên, tiên đang chạy rồi, cũng coi như là chuyện khá đáng tiếc. Di thiên thánh nhân thất hồn lạc phách quay trở lại lò luyện đan, nhìn lò luyện đan một cái, đột nhiên, trong ánh mắt vốn vô thần, lập tức sửng sốt, sau đó nhào lên lò luyện đan, đưa tay thò vào. Rất nhanh, hắn lấy ra được ba viên đan dược. Ánh sáng của ba viên đan dược này trơn bóng, có ánh hào quang như bóng rồng nhỏ bé quấn quanh, tỏa ra mùi vị cực kỳ thơm ngon. Tuy không bằng mùi của tiên đan, khắc sâu vào xương tủy, nhưng cũng rõ ràng là bất phàm. Vậy mà là đang kèm theo, ba viên, xem ra là lực lượng đưa vào quá nhiều lúc trước, bị tiên đan đó tách ra. Di thiên thánh nhân lẩm bẩm tự nói, trong mắt phát sáng, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo, trên mặt đã lộ ra kích động và vài phần cảm kích, nói, Hạo Thiên Tôn, lúc trước may nhờ có ngươi, tiên đan này mới luyện chế thành công, vốn tiên đan đầu tiên này ta không hy vọng nhiều lắm, không ngờ kết quả vượt ngoài tưởng tượng. Lý Hạo mỉm cười nói, cũng là do thuộc luyện đan của tiền bối tinh xảo. Đang kèm theo tiên đan này, tuy không bằng tiên đan, nhưng đủ để xưng là thần đan đỉnh cao nhất thế gian, ta có thể cảm nhận được bên trong cũng ẩn chứa một tia tiên lực, đủ để cho Phong Nhi bọn họ chạm đến ngưỡng cửa của Chí Thánh, có nắm bắt được không, thì dựa vào bản thân họ. Di Thiên Thánh Nhân thu hai viên lại, còn một viên đưa cho Lý Hạo, viên này ngươi nhận lấy, lần này ta nợ ngươi một ân tình. Lý Hạo nhìn một cái, để lại cho hắn, nói, ta lấy đan dược này không có tác dụng gì, ta mới một kiếp, đợi ta độ xong ba kiếp, không cần đan dược này, ta cũng có thể trở thành chí thánh. Đối phương là mượn tiên lực trong đan dược, để Phong lão bọn họ chạm đến thiên đạo, mà hắn có thể thông qua hóa tiên chạm đến thiên đạo, uống thuốc có hơi lãng phí. Hơn nữa, trạng thái đặc thù của thuộc tính trên bản của hắn, uống vào có còn hiệu quả hay không cũng chưa biết. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự muốn uống thuốc, có thể cải thiện nó, làm thành món ăn, như vậy không những hóa giải được độc đan, còn có thể thưởng thức được mỹ vị. Cái này, Di Thiên thánh nhân không ngờ được Lý Hạo có thể từ chối đan dược như vậy đây có thể là cơ hội có hy vọng trở thành chí thánh bất kỳ thánh nhân nào thấy được cũng sẽ thèm thuồng ba thước tuy nhiên sự tự tin mà lý hạo triển lộ càng khiến hắn nhìn bằng con mắt khác trong mắt lộ ra cảm khái nói thánh nhân chư thiên đều đã tu hành hơn vạn năm có người mấy vạn năm đã già yếu người tự tin như ngươi đã không còn nhiều nữa thánh nhân đều là người có tư chất tuyệt luân khi còn trẻ đều từng ngông cuồng nhưng theo ngày tu hành càng lâu sự ngông cuồng này đều dần dần biến mất chỉ còn lại sự ổn trọng cùng với tính toán nếu đã như vậy lần này ta sẽ thu lại trước vừa hay ta còn một đồ đệ không ra gì cũng cần dùng đến đợi lần sau luyện chế nếu còn có đang kèm theo thì lại cho ngươi di thiên thánh nhân cười một cái nói ngươi cũng đừng vội từ chối ngươi dù tự mình không dùng cũng có thể tặng cho người khác đây có thể coi là đỉnh cao của vật phẩm giao dịch lý hạo nghe vậy nghĩ đến kiếm chủ không khỏi hơi gật đầu hỏi lần sau khi nào luyện chế các nguyên liệu phụ khác dùng gần hết rồi đều là dược liệu hiếm có ta phải chuẩn bị lại có thể cần mấy năm di thiên thánh nhân nói được lý hạo nói đến lúc đó nếu cần cứ tìm ta bất cứ lúc nào di thiên thánh nhân cười cười sau đó tiễn lý hạo ra khỏi lò luyện đan đợi họ tỉnh lại hai viên đan dược này sẽ giao cho họ di thiên thánh nhân đưa lý hạo trở lại tiểu viện rót trà cho lý hạo Lý Hạo uống xong trà, nói lời từ biệt với hắn, đã nghỉ ngơi ở đây đủ lâu, hắn muốn đi nơi khác xem một chút. Di Thiên Thánh Nhân thấy vậy, cũng không giữ lại, hắn biết Lý Hạo có rất nhiều chuyện phải đi xử lý. Khi nào có thời gian, nhớ đến tiền ta đánh cờ. Di Thiên Thánh Nhân nói. Lý Hạo gật đầu, kỳ đạo bác đoạn của hắn, thăng cấp chậm chạp, kỳ nghệ cần tìm người đánh cờ mới có kinh nghiệm, nhưng mấy ngày này đánh cờ với Di Thiên Thánh Nhân, kinh nghiệm bát đoạn đã đầy. Tiếp theo chỉ cần lĩnh ngộ tâm cảnh, là có thể bước vào cửu đoạn. Lý Hạo cáo biệt Di Thiên Thánh Nhân, sau đó cùng kiếm chủ rời đi. Ta đã nói chuyện này với kiếm thánh và văn thánh, hiện tại thương lan giới không có ai nhắc đến chuyện của ngươi, nhưng có khách du lịch từ các tiểu thế giới khác đến, vẫn gây ra một số ảnh hưởng. Kiếm chủ nói với Lý Hạo, trong mắt có chút lo lắng. Lý Hạo hơi lắc đầu, nói, chặt đứt hương hỏa của ta, sau này ta sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp 10 lần. Nghe Lý Hạo nói như vậy kiếm chủ cũng không nói thêm gì nữa. Lý Hạo bồi kiếm chủ trở về thương lan giới, trở về tiểu thế giới đầu tiên đến sau khi đến nơi của chúng thánh, trong lòng Lý Hạo không khỏi có chút hoài niệm. Hắn cảm ứng được trong thương lan thần triều có ấn ký thần huyết do mình để lại, thần thức quét qua, phát hiện bên trong thương lan thần triều đã không còn thần miếu điêu khắc của mình, rõ ràng dù dân chúng không nhận được tin tức nhưng vị quân vương của thần triều đó cũng đã sớm dò la được tin tức bên ngoài lý hạo không khỏi cười nhạo một tiếng tường đổ mọi người đẩy may là dù mọi người có đẩy cũng không đè bẹp được hắn hắn lập tức thu hồi ấn ký thần huyết đó sau đó đến thánh địa kiếm tổ thần thức bao phủ lý hạo thấy lâm sơn hải và các luyện đan sư khác họ vẫn như thường ngày ăn uống phơi nắng sàng lọc dược liệu và những việc thường ngày khác lý hạo lại không thấy bóng dáng lâm thanh oanh không khỏi hỏi kiếm chủ kiếm chủ lắc đầu biểu thị không biết lý hạo lập tức đi tìm kiếm thánh nàng đi ra ngoài du lịch rồi nói là muốn đi dạo khắp nơi kiếm thánh nhìn lý hạo thần sắc phức tạp chuyện nguyên tổ và những người khác bàn bạc hắn cũng có mặt sau khi chuyện đó nguyên tổ và thần vương ép chúng thánh dùng thánh đạo thề không được tiết lộ tin tức cho lý hạo vì vậy những chuyện xảy ra bên ngoài hắn đều biết nghe kiếm thánh nói lý hạo nghĩ đến dung nhan thanh lãnh của nữ tử đó hơi ngẩn ngơ một chút sau đó lắc đầu cười cười đi dạo với lâm sơn hải và những lão gia khác thấy lý hạo đến lâm sơn hải và những người khác vô cùng kinh ngạc hiện tại lý hạo đã sớm là người nổi tiếng ở chư thiên sau khi trở thành thánh nhân họ không có cơ hội gặp lý hạo dù họ đều là luyện đan sư cao cấp nhưng địa vị so với bán thánh hơi thấp càng không thể so với thánh nhân. Hiện tại thấy Lý Hạo vẫn coi họ như bạn cũ, đều âm thầm kích động. Lý Hạo hàng huyên với Lâm Sơn Hải và những người khác, ở lại mấy ngày, lại liên lạc với Thanh Tổ, Dạ Tổ và những người khác trong Hoa Du Hội, hẹn gặp ở Vân Hà Giới. Hiện tại Vân Hà Giới, không còn hư không thánh địa, chỉ còn lại Nguyên Thủy Thánh Địa và Binh Gia Thánh Địa. Cơ huyền thần và Minh Nguyệt Kiếm cũng ở đây, hơn 10 năm trôi qua, tu vi của họ lại tiến thêm một bước, cơ huyền thần đã đạt đến cảnh giới bán thánh sánh ngang với vị tam tổ của cơ gia thường ngủ say trở thành người đầu tiên danh xứng với thực của cơ gia hiện tại minh nguyệt kiếm cũng ngưng luyện ra thánh đạo sơ hình bước vào cảnh giới bán thánh thực lực tiến bộ cực nhanh những người khác thì vẫn quanh quẩn ở cảnh giới văn đạo nhưng thực lực đều có tiến bộ nguyên thủy thánh nhân của nguyên thủy thánh địa thấy lý hạo đến thăm biết lý hạo là đến bái phỏng đệ tử cơ huyền thần và những người khác trong môn nhưng khi thấy lý hạo sắc mặt của hắn lại có chút phức tạp chuyện nguyên tổ và những người khác mưu đồ hắn cũng có mặt đối với việc lý hạo không nguyện ý mở ra tiên môn trong lòng hắn cũng bất mãn chỉ là không biểu lộ quá rõ ràng hiện tại lý hạo một mình đến đây hắn cũng không có ý định nhắc đến chuyện này nếu chọc lý hạo không vui nguyên thủy thánh địa không ngăn được tôn sát thần này nghe nói vị hạo thiên tôn đó đến thánh địa của chúng ta hắn đến đây làm gì hắn không phải độc chiếm tiên lộ muốn một mình thành tiên sao loại tiểu nhân ích kỷ này nghe nói là bạn của cơ huyền thần bọn họ không ngờ người rộng rãi như cơ huyền thần bọn họ vậy mà có người bạn như vậy tuy tư chất của hắn rất cao nhưng quá ích kỷ rồi thế đạo này chính là như vậy người ích kỷ luôn có thể đi xa hơn một chút trong thánh địa rất nhiều đệ tử biết được tin tức thấp giọng bàn luận nguyên thần của lý hạo mạnh mẽ cỡ nào hiện tại thần thức thậm chí có thể miễn cưỡng bao phủ một tiểu thế giới không chỉ đệ tử trong thánh địa bàn luận ở các thần triều khác trong vân hà giới cũng có tin tức về hắn nhưng đều là tiêu cực hạo thiên cơ huyền thần và minh nguyệt kiếm cùng những người khác thấy lý hạo lại như thường ngày vô cùng nhiệt tình vui mừng lý hạo thấy họ ý lạnh trong mắt cũng tiêu tan lộ ra ý cười sau đó lý hạo dẫn họ chọn một tửu lâu tốt nhất vân hà giới bao hết hạo thiên những tin tức bên ngoài đó ngươi đừng để trong lòng chúng ta tin ngươi không phải loại người đó trên bàn cơm còn chưa động đũa cơ huyền thần đã nghiêm túc nói với lý hạo lần đầu tiên nghe được tin tức này bao gồm cả sư tôn của hắn đều cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi của lý hạo nhưng hắn lại chỉ cảm thấy chấn kinh sau đó vì chuyện này hắn còn tranh luận với sư tôn của mình hắn biết lý hạo tuyệt không phải loại người đó thiếu niên đó kiêu ngạo cỡ nào chứ lúc đầu một mình đến cơ gia đối mặt với tất cả nghi ngờ đều không biện giải một câu nào chỉ dùng một thân phàm cốt và nắm đấm sắt phá hủy tất cả nghi ngờ đối mặt với sự giữ lại của toàn bộ cơ gia cũng không động lòng sao có thể là loại người ích kỷ như họ truyền miệng cơ huyền thần tuyệt không tin hắn cũng không cho rằng mình sẽ nhìn nhầm đúng vậy tin tức này lưu truyền trong chư thiên không biết là vị thánh nhân nào ghi hận ngươi thủ đoạn quá hèn hạ những thiên tài cơ gia khác cũng lập tức nói. Họ đều là những người từng bại trong tay Lý Hạo, tận mắt thấy thiếu niên này làm sao từng bước từng bước đi đến đạo tràng trên đỉnh núi cơ gia, dưới vô số nghi ngờ, lấy tư thái tuyệt thế yêu nghiệt, lặng lẽ nói cho mọi người biết, những nghi ngờ đó đều là hiểu lầm đối với hắn. Chúng ta đều tin ngươi. Hiện tại Minh Nguyệt kiếm trong khoảng 20 tuổi, túng lãng phi phàm, trong ôn văn nhã nhặn, nói với Lý Hạo bằng vẻ mặt nghiêm túc. Lý Hạo mỉm cười, chính là vì những người bạn này nên tất cả những gì hắn làm đều đáng giá chúng ta đã sử dụng tất cả các kênh của hoa du hội đang giúp ngươi tìm kiếm nguồn gốc rồi bên cạnh thanh tổ và chiên đàn cùng những người khác cũng nhìn về phía lý hạo chiên đàn là phó hội trưởng của hoa du hội hắn vô cùng hiểu rõ lý hạo đối phương nếu tu hành ích kỷ sao lại yêu thích tranh vẽ như vậy lý hạo hơi lắc đầu nói không cần tìm ta biết là những ai họ hiểu lầm là một vị thánh nhân nào đó, nhưng không biết là do chúng thánh chư thiên làm. Lý Hạo cũng không vạch trần, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ. Ngươi biết, nghe Lý Hạo nói, mọi người kinh ngạc, không ngờ Lý Hạo biết được. Thiên đàn tâm tư tỉ mỉ, thấy Lý Hạo vậy mà thản nhiên chịu đựng, nhưng không đi báo thù, không khỏi sắc mặt hơi biến, nói, chẳng lẽ là một vị trí thánh nào đó, Lý Hạo cười một cái, không nói gì. Thấy biểu cảm của Lý Hạo, sắc mặt của mọi người đều hơi biến chí thánh ở trong chư thiên có địa vị vững chắc ảnh hưởng sâu rộng khó trách lý hạo biết nhưng không hành động chư vị không cần bận tâm những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ như một cơn gió thoảng qua tối nay chúng ta chỉ nói chuyện vui vẻ đừng phụ một bàn thức ăn này lý hạo cười nói thấy lý hạo như vậy ánh mắt của mọi người đều phức tạp đều cảm nhận được áp lực mà lý hạo phải chịu đựng họ tự hỏi nếu mình bị chí thánh nhằm vào như vậy, chỉ sợ sẽ hoảng sợ ác mộng, khó có thể ngủ được. Đồng thời, khi Lý Hạo đang hàng huyên với bạn cũ ở nhân gian và những người khác trong hoa du hội. Ở một bên khác, trong thiên nguyên thánh địa. Ngồi trong động phủ nhắm mắt của nguyên tổ, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt bình tĩnh không có gợn sóng lúc này lại lộ ra vui mừng khác thường. Vậy mà, thật sự chạm đến được, đây chính là cực thứ sáu sao, hòa hợp với thiên địa khi hắn dò xét được không lâu đột nhiên từng đạo thánh lệnh chấn động rất nhiều thánh nhân truyền tin đến truyền tiến triển của thánh anh thứ hai ở nhân gian cho nguyên tổ thánh anh thứ hai này đã lĩnh ngộ được cực thứ sáu tối hôm đó thánh nhân của rất nhiều thánh địa đều vô cùng kích động suốt đêm chạy đến thiên nguyên thánh địa tại thiên nguyên thánh địa trong động phủ của nguyên tổ chúng thánh tụ tập lại nguyên tổ thánh anh tu thành lục cực cảnh rồi, có thánh nhân đến sớm, mặt đầy kích động nói. Mà ở đây, pháp thánh, danh thánh, mặt thánh cùng các chí thánh khác đã có mặt, thần sắc nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng mang theo vài phần kích động. Nhiều năm như vậy, chư thiên cuối cùng cũng xuất hiện vị lục cực cảnh thứ hai, con đường tiên, cuối cùng không còn là của riêng Lý Hạo nữa. Trước đó, khi truy tôn thiên kiêu chiến diễn ra, biết rằng đã có lục cực cảnh xuất hiện, bọn họ vốn nghĩ rằng có thể khống chế được, nhưng ai ngờ Lý Hạo từng bước nâng cao, tiến bộ thần tốc, công khai tế đạo thành thánh, hiện tại từ tiên lộ trở về, càng là ngay cả chí thánh bọn họ cũng không thể trấn áp được. Điều này giống như một cái bẫy được dăng ra từ vạn năm trước, nhưng lại xuất hiện một khe hở, lọc mất một con cá lớn, kết quả là cá lớn quay ngược lại xâm chiếm bọn họ. Hiện tại, cuối cùng không cần phải nhìn sắc mặt của Hạo Thiên Tôn nữa cái gì hạo thiên tôn chẳng qua là tiểu nhân xảo quyệt vì lợi ích cá nhân mà độc đoán tiên lộ thật sự là nhục nhã của thánh nhân người đáng khinh như vậy trước đó tại luận đạo đại hội vậy mà có thể viết ra đạo kinh thánh đạo danh điển thật là không thể tưởng tượng nổi may mắn là hắn còn mặt mũi nói ra phu vi bất tranh cố thiên hạ mặt năng ngữ chi tương tranh thật sự là mặt ngoài giả tạo theo chúng thánh tụ tập ngoài kinh ngạc kích động nhiều hơn là sự chỉ trích đối với lý hạo hơn nữa trong lời nói càng thêm phẫn nộ, cuối cùng không cần phải kiên kỵ Lý Hạo nữa, hiện tại bọn họ cũng có tư cách bước lên tiên lộ, một khi tiến vào tiên lộ, cho dù tu luyện không nhanh bằng Lý Hạo, nhưng bọn họ đông người thế mạnh, nếu đều có thể thành tiên, hợp lực dưới đáy. Sớm muộn gì cũng có thể trấn áp Lý Hạo, đồng thời, bọn họ còn muốn để tiên thần mà Lý Hạo bái sư biết được, hành vi đáng kinh của Lý Hạo, chư vị tụ tập ở đây, Hạo Thiên Cực có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó, chúng ta phải nhanh chóng quyết định, nhanh chóng bước lên tiên thần lộ. Lúc này, Âm Dương gia chí thánh bình tỉnh nói. Mặt gia chí thánh nhãn thần lóe sáng, hắn còn nhớ đã từng trò chuyện với thiếu niên kia tại luận đạo đại hội, cộng thêm quan hệ giữa đồ tử của hắn và Cường gia, đối với thiếu niên này hắn luôn có chút thiện cảm, nhưng chuyện lần này, đối phương lại khiến hắn có chút thất vọng. Chỉ có điều, đối với lời của Lý Hạo, trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, chỉ là so với cơ hội của tiên thần kia sâu trong nội tâm hắn vẫn muốn tự mình đi xem xét. Không sai, tiểu tử kia âm hiểm, tuyệt đối không thể để hắn phá hoại. Cổ điện hiện tại là y thánh đang canh giữ, y thánh hồ đồ, cư nhiên tin lời tiểu tử kia, nếu nàng ta kiên quyết ngăn cản thì phải làm sao, có thánh nhân nói. Nguyên tổ hơi nâng tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, hiện tại thánh anh đã thành, tiên lộ gần ngay trước mắt, lần này hắn sẽ không để bất kỳ ai phá hỏng chuyện tốt của hắn hiện tại hóa thân của ta đã khai phá tiên môn sẽ tiếp ứng thánh anh đến đây thần sắc nguyên tổ ngưng trọng nói nhưng thánh anh tuy tu thành thiên nhân cực cảnh nhưng bản thân chỉ là tam bất hữu cảnh còn chưa bước vào tứ lập cảnh không có thiên địa không gian còn cần nâng cao tu vi đến tứ lập cảnh mới có thể để nàng ta mang theo chúng ta tiến vào tiên lộ lão phu có một loại thần dược có thể để tu vi dưới vấn đạo cảnh cấp tốc nâng cao nhưng sẽ dẫn đến căn cơ không ổn định có một vị thánh nhân lão giả phu tử nói nguyên tổ gật đầu hắn biết đối phương có loại thần dược kia lời này nói ra cũng là để đối phương chủ động đề xuất không sao mục đích chúng ta tạo ra thánh anh chính là tiến vào tiên thần lộ phía sau tu vi cảnh giới căn cơ không ổn định cũng không ảnh hưởng nguyên tổ nói những người khác đều tán thành sau đó lão giả thánh nhân kia cũng lấy ra thần dược mà không bao lâu một đạo thân ảnh liền từ xa bay đến tiến vào thánh địa thân ảnh kia chính là hóa thân của nguyên tổ hắn đến thánh địa hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại nguyên địa chỉ lưu lại một đạo dung mạo trác tuyệt phong lưu tuấn nhã hắn đang tu luyện đột nhiên bị đưa đến đây một đầu sương mù nhưng chúng thánh trước mắt ngoài việc khiến hắn cảm thấy sợ hãi lại mơ hồ có một loại cảm giác thân thiết khó nói thành lời dường như trong cơ thể có một thứ cùng nguồn gốc đang cộng hưởng nhìn thấy nhị thánh anh ánh mắt của chúng thánh đều ngưng tụ trên người nàng thần sắc phát sáng đứa nhỏ đừng sợ nguyên tổ mỉm cười ngay sau đó tiếp nhận thần dược từ tay lão giả thánh nhân kia đưa về phía thánh anh nửa canh giờ sau chúng thánh đi theo nguyên tổ và thần vương tiến về phía hư không cổ điện cổ điện này xung quanh mây mù lượn lờ trôi nổi trong hư không mờ ảo với tia chớp khó có thể tiếp cận nhưng có mặt tại đây đều là thánh nhân, rất nhanh liền bước lên bậc thang trước cổ điện, chịu đựng đại đạo pháp tắc trên bậc thang, tiến vào trong cổ điện. Các ngươi đến đây làm gì? Trước cổ điện, y thánh khoanh chân ngồi, một thân trường bào trắng như tơ tầm bay lượn, tóc cũng theo gió nhẹ bay, dưới ánh sao chiếu sáng trên cổ điện thanh lệ thoát tục, có một loại mỹ cảm siêu thoát trần thế. Nhìn thấy nguyên tổ và thần vương, cùng với chúng thánh phía sau bọn họ, mi tâm y thánh hơi nhíu lại, sắc mặt có chút thay đổi y thánh nhị thánh anh đã nắm giữ lục cực cảnh hiện tại chư thiên nắm giữ cực cảnh này không còn là một mình hạo thiên tôn nguyên tổ nhìn y thánh thần sắc trầm ổn bình tĩnh nói cấu tạo của nhị thánh anh này cũng có một phần lực lượng của ngươi nhường đường đi chúng ta cùng nhau bước lên tiên lộ y thánh hơi sửng sốt lập tức cảm ứng liền phát hiện nhị thánh anh không ở nhân gian khí tức ở bên cạnh nguyên tổ dường như bị hắn ẩn giấu đi nàng biết đối phương đến đây với trận doanh như vậy Việc không phải lời nói suông trong lòng không khỏi cũng hơi động. Y thánh, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng lời nói một chiều của hạo thiên kia, một vị thánh bước ra một bước, thanh âm lạnh lẽo nói. Y thánh trầm mặt, nàng đối với lời của Lý Hạo không thể tính là hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất là tám phần tin tưởng, bằng không nàng không nghĩ ra được lý do Lý Hạo lừa gạt bọn họ. Nhường đường đi, cơ hội thành tiên ở ngay trước mắt, chỉ cần ngươi nhường đường là được. Nguyên tổ lại nói, không giống như những ngày trước trầm ổn, trong giọng nói có thêm vài phần kích động bị đè nén. Pháp thánh nhẹ giọng nói, "Y thánh, dựa vào một mình ngươi cũng không cản được chúng ta, đừng lãng phí thời gian nữa." Y thánh trầm mặt, quả thật, một mình nàng ở đây không cản được nguyên tổ và thần vương, nếu thật sự ngăn cản thì chính nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trước đó Long thánh bị thần vương truy sát, đến nay vẫn chưa lộ diện biến mất không thấy đâu, sau khi bọn họ muốn tìm đối phương hỏi thăm một số tin tức cũng không có cơ hội. Chư vị, nếu Hạo Thiên kia nói là thật, thì các ngươi hành động này phá tiên môn, nếu thật sự dẫn đến cổ ma kia, chẳng phải mang họa diệt vong đến chư thiên sao?" Y Thánh chăm chú nhìn chúng thánh nói. "Đừng bị Hạo Thiên kia dọa sợ, cổ ma gì chứ, nếu thật sự có cổ ma họa diệt vong, thì chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ còn không đối phó được sao?" Hắn một mình cũng có thể sống ở đó hơn 10 năm cổ ma kia có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, không sai, hơn nữa nếu thật sự thấy không ổn, chúng ta trở về là được. Các thánh nhân khác lập tức nói, chỉ là xem một cái thật giả, nếu là thật thì cũng thôi, nếu là giả thì cơ hội thành tiên này sẽ bị bỏ lỡ, hạo thiên kia ở đó mới chỉ 12 năm, mà đã trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ các ngươi không động lòng sao, theo từng lời nói của chúng thánh, nguyên tổ nói với y thánh nhường đường đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Y Thánh thấy uy thế chậm rãi tỏa ra từ người hắn và thần vương, trầm mặt một chút, bước sang một bên nhường đường. Nếu thật sự như hắn nói, chư vị phải nhanh chóng trở về, Y Thánh chăm chú nói. Nhưng không ai đáp lại lời nàng, khi nàng nhường đường, nguyên tổ và thần vương cùng những người khác đã nhanh chóng lao vào cổ điện. Trận pháp do Y Thánh bày ra, nguyên tổ chỉ giơ tay lên liền phá vỡ. Hắn là thánh nhân tu luyện cổ xưa nhất, trong những năm tháng dài dằng dặc, tu vi nhiều lần đạt đến đỉnh phong. Hắn có quá nhiều thời gian để tu luyện và nghiên cứu những thứ khác, bất kể là luyện đan, luyện khí, trận pháp, tất cả đều nghiên cứu và tu luyện đến đỉnh cao. Tại Chư Thiên, hắn không chỉ có chiến lực mạnh nhất, mà các phương diện khác cũng đều là đỉnh cao, chỉ là những kỹ nghệ khác, không thể mang lại sự gia tăng và cộng dồn cho thực lực của hắn. Nhưng nếu nói là toàn diện nhất thì không ai có thể sánh được. Theo trận pháp tan vỡ, nguyên tổ cùng những người khác lần nữa quay trở lại khe nứt tinh không vù nguyên tổ giơ tay một cái thánh anh từ trong tay áo hắn bay ra ngươi cảm nhận xem có thể tiến vào khe hở đó không nguyên tổ nói thánh anh gật đầu lúc này hắn không có sợ hãi chúng thánh ngược lại cực kỳ nghe lời đi đến trước cánh cửa đó tóc hắn rất nhanh biến thành màu bạc sau đó nhẹ nhàng chạm vào cửa thể xác của hắn đang phân hủy xé rách đây là thương tổn do hóa tiên mang lại hắn còn chưa ngưng luyện ra tam bất hủ cực cảnh, cho nên nếu là cực hạn hóa tiên, thì chỉ có thể duy trì trong một khoảnh khắc cực ngắn. Nhưng nguyên tổ đã nghĩ ra cách giải quyết, đó chính là dùng thần dược tích lũy của hắn để giúp hắn phục hồi thể xác. Trong số đó có một số thần dược, có thể tạm thời kích hoạt thể xác của hắn, khiến khả năng tự phục hồi tăng gấp trăm lần, nhưng sau đó sẽ tổn hao gần một nửa tuổi thọ, theo huyết dịch toàn thân thánh anh văn ra, da thịt nứt vỡ, dung mạo cũng trở nên đáng sợ. Nhưng lực lượng toàn thân hắn lại càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời còn có một tia lực lượng hư vô mờ ảo. Rất nhanh, Thánh Anh đến gần bờ vực cực hạn hóa tiên, lòng bàn tay hắn như hóa hư không, lướt vào thiên địa, đồng thời, cũng chạm vào khe hở trên cánh cửa. Chỉ là, khe hở đó bị một lực lượng chặn lại, lực lượng đó dường như đã đông cứng ngưng kết, mà lúc này hắn lại ở trạng thái như sương mù, không thể phá hủy được hắn thử vài lần, đều thất bại. Hắn chỉ có thể thoát khỏi hóa tiên, thương thế toàn thân nhanh chóng phục hồi. Ở đây bị chặn lại, ta không thể phá vỡ, có lẽ cần các ngươi phá hủy thứ ở trong khe hở đó thì mới được. Thánh Anh quay đầu nói với Nguyên Tổ. Nghe được lời này, sắc mặt chúng thánh đều thay đổi, lập tức có người tức giận mắng lên. Hạo Thiên kia thật hèn hạ, quả nhiên đã phong chết tiên lộ, không cho chúng ta vào, còn chặn đường, độc ác quá nguyên tổ và thần vương liếc nhìn nhau thần vương nói để ta thử xem nói xong hắn cầm kiếm đi đến trước cửa ánh mắt ngưng tụ nhìn vào những đường vân mơ hồ cảm nhận được có một chỗ đang tỏa ra một luồng khí yếu ớt có lẽ chính là chỗ khe hở đó hắn đột nhiên rút kiếm lực lượng cực đạo thần cảnh bùng nổ toàn thân bốc cháy ngọn lửa đen đột ngột chém một kiếm ra ngoài bùng kiếm khí bao trùm ngay lập tức chém vào cửa Khí tức ở chỗ khe hở đó, bị ngọn hắc diễm này thiêu đốt, rất nhanh liền yếu đi. Lý Hạo dùng một phần huyết nhục của chính mình để chặn lại khe hở đó, nhưng lượng quá ít, mặc dù bên trong ẩn chứa một đạo tiên lực, nhưng cũng không thể chống lại được công kích của cực đạo thần cảnh, rất nhanh liền xuất hiện vết nứt. Sau đó, hắc diễm tiếp tục thiêu đốt, một phần khe hở liền lộ ra. Nhưng khe hở này, với thân thể của thần vương và nguyên tổ, lại không thể xuyên qua được cho dù bọn họ hóa thân thành huyết thủy, cũng không thể thẩm thấu vào được. Thứ đó không còn nữa. Thánh Anh cảm nhận được tình huống này, lập tức nói. Thần Vương nghe vậy, thu kiếm lại, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, chỉ loại thủ đoạn này, cùng lúc đó, trong vân hà giới. Trong một phòng bao của tử lâu đỉnh cấp, Lý Hạo đang bồi tiếp cơ huyền thần, chiên đàn cùng mọi người ăn uống, đột nhiên sắc mặt động, chén rượu đưa đến bên miệng dừng lại. Hả, dạ tổ bên cạnh nghi hoặc nhìn lý hạo sắc mặt lý hạo biến đổi hắn cảm nhận được một phần huyết nhục của mình đã biến mất chẳng lẽ là cổ ma trên cổ lộ đã tìm ra được huyền tẩn chi môn tâm trạng tốt đẹp của hắn lập tức tan biến lập tức đứng dậy nói với mọi người tiên lộ bên đó có chuyện rồi ta phải đi xem các ngươi tiếp tục nói xong không kịp nói lời tạm biệt với bọn họ thân ảnh thoáng cái liền biến mất mọi người ngẩn ra nhìn nhau tiên lộ có vấn đề sao ta có một cảm giác không lành lý hạo một đường gió cuốn mây bay xuyên qua thiên địa liệt phùng toàn lực chạy về phía cổ điện nhưng vân hà giới cách cổ điện rất xa gần như trải rộng qua nửa chư thiên khi lý hạo chạy với tốc độ tối đa trong cổ điện theo đường vân khe hở bị đánh vỡ thánh anh lại hóa tiên thử kéo dài thân thể đến khe hở lập tức thành công được rồi thánh anh lập tức nói chúng thánh đều lộ ra vẻ vui mừng nguyên tổ thở phào nhẹ nhõm lập tức nói thứ chặn khe hở là do hạo thiên kia làm hắn có khả năng sẽ cảm ứng được chúng ta phải nhanh chóng hành động thánh anh gật đầu phô bày thiên địa không gian chúng thánh đều không chần chờ nhanh chóng lao vào bên trong bọn họ đều là thánh nhân cho dù ở trong thiên địa không gian của thánh anh đối phương cũng không thể gây hại đến bọn họ rất nhanh theo chúng thánh tiến vào thiên địa không gian thánh anh lại hóa tiên chui vào khe hở. Khi hắn chui vào, y thánh đến đây, đứng trước khe nước nhìn cổ môn trong tinh không, mày nhíu chặt, đáy mắt thoáng qua một tia do dự. Rất nhanh, thánh anh liền tiến vào khe hở. Đi qua một hành lang đen tối dài đằng đẵng, cuối cùng, phía trước xuất hiện ánh sáng. Thánh anh và Lý Hạo lúc trước xuyên qua giống nhau, nhảy vào trong ánh sáng, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng. Nhưng xuất hiện trước mắt lại là một tảng đá xấu xí đen sì thánh anh có chút kinh ngạc nhưng trong thiên địa liệt không gian của hắn chúng thánh đều có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài lập tức từ trong thiên địa không gian của hắn thoát ra ngoài ừm nguyên tổ tiên phong bước ra lập tức cảm nhận được thiên địa này có sự khác biệt cực lớn với chư thánh chi địa giữa thiên địa mờ ảo một lực lượng dày nặng vô cùng hùng vĩ nhưng hắn không thể hấp thu và luyện hóa không nghi ngờ gì nữa đó là tiên lực nhưng ngoài ra còn có từng đợt ý niệm ác độc kỳ lạ tràn đến khiến hắn nhíu mày mà trước mắt là những tảng đá lớn chặn đường đi phía trước hắn không liều lĩnh đánh bay những tảng đá này mà thần thức mở rộng rất nhanh liền giật mình thấy trong một khe đá khác có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi chính là lý hạo ngươi nguyên tổ vừa định cảnh giác liền phát hiện lý hạo này dường như chỉ là hóa thân của lý hạo không phải chân thân hắn hơi thở vào nhẹ nhõm sau đó quan sát những nơi khác trước mắt là một khe núi hoang vu không phải là cảnh đẹp như hắn tưởng tượng tiên cảnh nhân gian điều này khiến hắn có chút bất ngờ nhưng trong lòng suy nghĩ có lẽ đây chỉ là tiên lộ chứ không phải tiên giới đợi đi ra khỏi khe núi đi đến địa phương thức sự của tiên thần thì mới thấy được cảnh tượng thực sự của thế giới này trong khi nguyên tổ quan sát các thánh nhân khác cũng đang khảo sát xung quanh đều phát hiện ra dấu vết của ám diện phân thân của lý hạo đây chính là tiên lộ hình như khác với những gì chúng ta tưởng tượng. Hoang vu quá, nhưng lực lượng ở đây, quả thực khác với thánh địa của chúng ta, nếu có thể hấp thu, cảm giác sẽ trở thành tiên thần, pháp tu luyện của chúng ta, có lẽ không thể ngưng luyện được lực lượng này, chỉ có bái sư tiên tông mới được. Chúng thánh đều thì thầm bàn luận. Lúc này, ám diện phân thân của Lý Hạo cũng mở mắt, phát hiện ra đám khách không mời này. Đây là phân thân của Hạo Thiên Tôn. Hắn thật đủ âm hiểm, tuy nhiên còn để lại một phân thân ở đây canh giữ, đoán chừng là để phòng ngừa tiên thần khác đến đây dò xét ra lối ra của chúng ta. Giải quyết phân thân của hắn, chúng ta đi tìm lối ra bên ngoài. Chư vị, ta cảm thấy ở đây hình như không ổn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không sai. Trong số chúng thánh, ngoài một số người cực kỳ phẫn nộ với Lý Hạo, còn có một số thánh nhân đã mơ hồ cảm nhận được tình huống không ổn. Nguyên tổ không nói gì, cũng không có ý định để ý đến phân thân của Lý Hạo, chỉ đi về phía khe núi. Nhưng ám diện phân thân của Lý Hạo lại né người chặn trước mặt hắn. Sắc mặt nguyên tổ trầm xuống, nói, nhường đường. Ám diện phân thân không nói gì, chỉ cầm trong tay một thanh đoạn kiếm bị thiếu một mảnh, lạnh lùng nhìn hắn. Tự nhiên còn muốn cản trở chúng ta, không biết sống chết, có thánh nhân nhìn thấy phân thân của Lý Hạo liền tức giận không chịu được, trực tiếp ra tay, một chưởng đánh về phía phân thân của Lý Hạo. Ám diện phân thân bị công kích, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang bay nhanh chém ra, như ánh sáng, mà ngay lập tức đánh tan công kích của đối phương, đồng thời thanh đoạn kiếm kia được tế ra, như ánh trăng vạch qua, xé rách thân thể thánh nhân đó. Binh khí lợi hại quá, chúng thánh kinh ngạc, không ngờ Lý Hạo chỉ là phân thân, mà lại đáng sợ như vậy. Người vừa ra tay là tam tai thánh nhân, Vậy mà chỉ bị một phân thân dễ dàng chém rách thân thể, phá vỡ thánh vực, điều này có chút không thể tin được. Ánh mắt nguyên tổ cũng rơi vào đoạn kiếm kia, nhìn ra được thanh kiếm này có chút đáng sợ, dường như không phải đạo binh. Tiên khí, ánh mắt nguyên tổ hơi lóe lên, thoáng qua một tia sáng, mặc dù là tiên khí mất đi lực lượng, nhưng cũng là vật quý giá. Chưa đợi hắn ra tay, bên cạnh hỏa quang lóe lên, thần vương đã tiên phong xông ra, chém về phía ám diện phân thân hất diễm quanh quẩn trên thân kiếm của hắn, hắn bộc phát ra lực lượng cực đạo thần cảnh, khí tức mênh mông đáng sợ bộc phát, một kiếm chém ra. Bùng, kiếm quan phá vỡ đạo vực của Lý Hạo. Bởi vì ám diện phân thân chỉ kế thừa một phần ba lực lượng của Lý Hạo bản tôn, cho nên không có bất kỳ cực cảnh nào, cũng không có lực lượng chung cảnh. Ví dụ như đạo vực, cần 360 trọng mới có thể trở thành vĩnh hằng đạo vực, nhưng ám diện phân thân chỉ có 120 trọng. Nhưng mặc dù như vậy, nguyên thần của ám diện phân thân cũng kế thừa một phần ba lực lượng nguyên thần của lý hạo mạnh hơn các thánh nhân khác đoạn kiếm kia đột ngột vung lên tốc độ cực nhanh trong khi hắc diễm kiếm quan chém trúng ám diện phân thân thì đoạn kiếm kia cũng chém xuyên qua giáp của thần vương đâm xuyên thân thể hắn chia làm hai cả hai đều là thân thể nứt ra toàn thân lý hạo bốc cháy thần diễm vết thương không thể phục hồi đó là lực lượng cực đạo không ngừng phá hủy mà thân thể thần vương lại nhanh chóng phục hồi hắn có chút tức giận không ngờ mình là thần vương đường đường chính chính, vậy mà lại bị hóa thân của Lý Hạo làm bị thương đến mức độ này. Theo hắn liên tục vung kiếm, hắc diễm trên ám diện phân thân càng ngày càng nhiều, đang cháy rực rỡ. Không hổ là thần vương, lực lượng cực đạo quả thực bá đạo. Năng hóa thân của Hạo Thiên kia ta cảm thấy càng đáng sợ, chỉ là hóa thân mà thôi, vậy mà lại có thể ngăn cản lâu như vậy. Hắn tu luyện tiên pháp, tự nhiên có thể có năng lực như vậy chúng thánh chăm chú nhìn cảnh tượng này. Nhìn ám diện phân thân sắp bị thần vương chém giết, đột nhiên, một tiếng gió vù vù nhanh chóng phá không đến. Ám diện phân thân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đó, sau đó không để ý đến công kích của thần vương, vung đoạn kiếm chém ra. Nhưng đoạn kiếm bay ra một nửa, liền bị công kích của nguyên tổ đánh rơi, đồng thời, hắn phát ra một lực lượng thánh đạo, bao trùm đoạn kiếm, đoạt lấy từ sự khống chế của ám diện phân thân. Ngươi khá biết chọn chỗ hở sắc mặt thần vương lạnh đi, quay đầu nhìn chầm chầm nguyên tổ. Nguyên tổ cầm đoạn kiếm, nhưng là bình tĩnh nhìn hắn, tiên khí trong tay, vừa rồi thanh kiếm này có thể dễ dàng chém thần vương, rơi vào tay hắn, tự nhiên cũng có thể làm được. Chưa đợi hai người tiếp tục tranh luận, tiếng gió vù vù đến gần, đến trong phạm vi cảm nhận của thần thức chúng thánh. Đó là cái gì? Một thánh nhân nhìn thấy, lập tức đồng tử co rút, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đó, đó hình như là cổ ma, không sai là cổ ma được hạo thiên chiếu ra trước đó thật giả lẫn lộn sẽ không phải là yêu thú tiên môn của phân thân hạo thiên này gọi đến chứ trong mắt một số thánh nhân hiện lên vẻ kinh ngạc còn một số khác vẫn cho rằng là lý hạo đang quấy phá trong mắt hiện lên vẻ tức giận nhanh dắt thứ này đi nguyên tổ và thần vương nhìn thấy cổ ma này đồng thời sắc mặt thay đổi bọn họ không thể phán đoán có phải là lý hạo gọi đến hay không nhưng lời nói trước đó của lý hạo trong lòng bọn họ cũng không phải không để lại bất kỳ dấu vết nào cảnh tượng hoang vu trước mắt này cộng thêm cổ ma này lời nói của lý hạo trước đó giờ đây càng trở nên rõ ràng nếu thật sự như lý hạo nói một khi tung tích ở đây bị lộ toàn bộ chư thiên đều phải đối mặt với đại kiếp nguyên tổ và thần vương nhanh chóng ra tay nguyên tổ ra tay càng thêm mạnh mẽ hắn vừa mới đoạt được binh khí của phân thân lý hạo hắn nhìn ra được đối phương dường như là muốn giết cổ ma này nhưng lại bị hắn chặn lại do đó cổ ma này không thể là do lý hạo triệu hồi đến Vậy thì chỉ có thể là, kết quả tồi tệ nhất, bùng, cùng với Nguyên Tổ và Thần Vương, cùng với các thánh nhân khác đồng loạt ra tay, cổ ma này rất nhanh đã bị vô số công kích đánh trúng, ngã xuống. Nguyên Tổ và Thần Vương nhanh chóng xông ra, nhưng lực hồi phục của cổ ma này cực kỳ mạnh mẽ, công kích của bọn họ tuy phá hủy được thân thể nó, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phục hồi. Cùng lúc đó, cổ ma này phóng ra một đoàn hắc vụ, lấy bản thân nó làm trung tâm, lan ra bốn phía. Chúng thánh cho rằng chỉ là yêu thuật Điều khiển binh khí lao vào, nhưng lại kinh hãi phát hiện, nguyên thần lực trên binh khí bị nhanh chóng ăn mòn, có một loại đau đớn như linh hồn bị thiêu đốt, đây, đây là công kích gì? Chúng thánh chấn kinh, vội vàng thu hồi binh khí, chuyển sang dùng thánh vực bao trùm, muốn nén hắc vụ này vào bên cạnh cổ ma. Nhưng thánh vực vừa chạm vào hắc vụ, bên trong nguyên thần lực cũng bị thiêu đốt. Hắc vụ này giống như sắt nung, không thể chạm vào. Sắc mặt nguyên tổ trở nên khó coi, đột nhiên giơ tay lên, đạo kiếp đế binh của hắn được tế ra trong hư không hiện ra từng tia sét lực kiếp phóng ra đáng sợ đạo binh đầu tiên của chư thiên lúc này tỏa ra uy nghiêm và ánh sáng bùng trấn thiên tiên quốc ra xé rách hắc vụ một khe hở sau đó mạnh mẽ đập vào người cổ ma xé rách thân thể nó đồng thời chém nát nguyên thần của nó lực kiếp trên trấn thiên tiên xé nát nguyên thần của cổ ma nhưng nguyên thần cổ ma cực kỳ mạnh mẽ tuy bị trọng thương nhưng vẫn không chết tại chỗ điều này khiến nguyên tổ cảm thấy chấn kinh liên tục vung roi ra liên tiếp vài roi rơi xuống cùng lúc đó kiếm của thần vương cũng chém ra hai người hợp lực liên thủ công kích liên tục mới có thể đánh chết cổ ma này theo nguyên thần cổ ma vỡ vụn thân thể cũng bị xé nát thành mảnh vụn nguyên tổ và thần vương liếc nhìn nhau đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương trước đó hạo thiên đã nói cổ ma này yếu nhất cũng có thể sánh với chí thánh bọn họ trước đó còn có chút không tin Bây giờ thật sự đã chứng kiến. Hơn nữa, so với Chí Thánh dường như còn khó đối phó hơn, bọn họ có thể cảm nhận được nguyên thần của cổ ma này cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải binh khí của bọn họ đủ mạnh, chỉ sợ sẽ rơi vào trạng thái giằng co. Ở đây, hình như thật sự không phải tiên thần chi địa mà chúng ta tưởng tượng. Sắc mặt Thần Vương âm trầm nói. Sắc mặt nguyên tổ cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy tim mình co rút và co giật, nhiều năm nay hắn tìm kiếm vất vả chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ, tiên thần chi địa, chẳng lẽ thật sự như Lý Hạo nói, bị cổ ma này chiếm lĩnh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa, muốn từ thiên không đó tìm được câu trả lời, nhưng thiên đạo ở đây xa vời vợi, sẽ không đáp lại hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn thấy trên thiên không đó, dường như có nhiều bóng đen tụ tập lại. Sắc mặt Nguyên Tổ đột biến, vội vàng nói, "Không tốt, nhanh, nhanh trở về, các thánh nhân khác còn có chút ngẩn người." thần thức của bọn họ ở đây đều bị áp chế không thể nhìn thấy nơi xa hơn nhưng sự lo lắng trong lời nguyên tổ nói lại khiến tất cả mọi người trong lòng trùng xuống bọn họ không để ý đến lời khuyên của lý hạo mà đến đây chỉ là muốn tận mắt chứng kiến nhưng lúc này đã cảm nhận được không ổn rất nhanh tiếng vỡ vụn vang lên cổ ma có tốc độ cực nhanh chỉ trong nháy mắt mười mấy con cổ ma bay qua khe núi lao về phía này Chúng đối với khí tức của các chủng tộc khác có cảm nhận cực kỳ nhạy bén, huống chi số lượng chúng thánh nhiều như vậy, giống như đông đóng trong đêm tối chói mắt. Đến nước này, nguyên tổ còn không biết, những cổ ma này tuyệt đối không phải do Lý Hạo triệu hồi đến, lời nói của Lý Hạo trước đó ở trước tiên môn, đều là thật. Tiên thần chi địa này, quả nhiên khắp nơi đều là cổ ma, hơn nữa, thứ này cực kỳ đáng sợ, chạy trốn, nguyên tổ và thần vương tiên phong quay người chạy đi. Khi bọn họ quay người trở về trước huyền tẩn chi môn, lại thấy phân thân của Lý Hạo trước đó bị thần vương công kích, toàn thân hắc diễm thiêu đốt, vết thương chồng chất, lúc này lại lao về phía đám cổ ma. Cảnh tượng này, khiến nguyên tổ và thần vương đều ngẩn ra, trong lòng có một loại cảm giác chấn động, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Nguyên tổ nắm lấy đoạn kiếm trong tay, lần đầu tiên cảm thấy thanh kiếm này nặng nề và bỏng tay như vậy. Hắn sắc mặt có chút nóng rát, thấy còn có thánh nhân phát ngốc, vội vàng gầm lên, nhanh lên, quay lại, thánh nhân khác lúc này cũng đều thấy hơn 10 con cổ ma tập hợp ở đây, đều hoảng sợ biến sắc, nghe được tiếng gầm của nguyên tổ, nhanh chóng tụ tập lại bên hắn. Cái này, những cổ ma này cư nhiên là thật, có thánh nhân lầm bầm, ánh mắt có chút mơ màng. Nhìn kìa, phân thân của hạo thiên, cư nhiên xông tới giết những cổ ma kia. Hắn sẽ chết, Chúng thánh thấy phân thân của Hạo Thiên xông tới hơn 10 con cổ ma, thậm chí còn liều mạng. Nhưng trong tay phân thân kia lại không có binh khí, chỉ có thể dựa vào kiếm khí ngưng tụ ra, chỉ là kiếm khí kia chém vào người cổ ma, lại rõ ràng chém không chết được cổ ma. Rất nhanh, phân thân kia liền bị cổ ma vây quanh. Chúng thánh thấy cảnh này đều chấn động, không nghĩ tới vào lúc này, phân thân của đối phương tư nhiên vẫn quyết tuyệt như vậy. So với phân thân kia bọn họ cảm thấy xấu hổ cùng không có mặt mũi để nói. Đi, nguyên tổ thúc giục Thánh Anh. Thánh Anh cũng có chút hoảng loạn, vội vàng mở ra thiên địa không gian, nguyên tổ cùng thần vương tiên phong bay vào trong. Chúng Thánh khác phản ứng lại, cũng vội vàng chui vào trong. Sau đó, Thánh Anh cực hạn hóa tiên, chui ra từ khe hở của cánh cửa. Mà chúng Thánh ở trong thiên địa không gian của Thánh Anh, vẫn có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài, bọn họ cuối cùng thấy được một màn, là phân thân của lý hạo bị những cổ ma kia xé nát cổ ma ngay sau đó liền đuổi tới bên này vù xuyên qua đường hầm đen tối sau một khắc lại một lần nữa xuyên qua khe hở trở về giữa tinh không trước mắt là cổ môn đứng sừng sững vô số năm tháng thánh anh mặt trắng bệch toàn thân bị hóa tiên xé rách vết thương máu chảy không ngừng thọ mệnh đại giảm chúng thánh lần lượt từ thiên địa không gian của thánh anh chui ra hạ xuống giữa tinh không thấy được tinh không quen thuộc này chúng thánh lại có cảm giác như vừa thoát khỏi cõi chết. Dung mạo dữ tợn của những cổ ma kia, cùng với Lý Hạo phản chiếu ra y hệt như vậy, vừa rồi chỉ có một con cổ ma, đã cực kỳ khó giết, hiện tại hơn 10 con tập hợp, nếu như bị vây quanh, bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Như thế nào, tại sao lại như vậy, thần tiên thế giới kia, cư nhiên thật sự có loại đồ vật này, hắn không phải đang bị đặt. Lý Hạo nói cư nhiên là thật, hóa thân của hắn ở bên đó, không phải để chặn đường tiên, mà là để trấn giữ nơi đó, không ngờ xuyên qua, xung quanh toàn đá chất chồng, che khuất tiên môn, nguyên lai like hắn là đang bảo hộ chúng ta, là đang che đậy tiên môn, những gì hắn nói đều là thật, trong mắt chúng thánh hiện lên vẻ kinh sợ, nghĩ đến cuối cùng đã thấy hóa thân của Lý Hạo vẫn liều mạng xông tới giết những cổ ma kia, thậm chí còn bị xé nát, bọn họ cảm thấy như có những cái tác vang dội vỗ vào mặt, đau. Rát! Chúng ta, đã gây ra đại họa rồi, mặt gia chi thánh sắc mặt khó coi, vừa rồi hắn còn có chút thất vọng với thiếu niên kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ đối phương còn thất vọng với hắn hơn. Hơn nữa, so với những điều này, vấn đề nghiêm trọng hơn hiện tại là, khí tức của bọn họ đã bị lộ, hấp dẫn những cổ ma kia, dẫn đến tiên môn dường như cũng bị lộ. Đây chính là lý do mà Lý Hạo vừa rồi ngăn cản bọn họ, ngay cả để bọn họ nhìn một cái cũng không muốn. Hóa ra thật sự có thể nhìn ra được mối họa, mặt gia chi thánh trong lòng chua xót, Nhìn về phía Nguyên tổ. Sắc mặt của Nguyên tổ và Thần Vương đều rất khó coi, bọn họ đều nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề lúc này. Cổ ma là thật, Hạo Kiếp là thật, Lý Hạo đã nói, một khi kinh động đến cổ ma, số lượng cổ ma cực kỳ nhiều, nếu như phá vỡ tiên môn trước mắt thì toàn bộ chư thiên giới đều sẽ rơi vào tay cổ ma, các ngươi, khi sắc mặt của chúng thánh khó coi, Y Thánh đang đợi ở chỗ khe nước nhìn thấy bọn họ quay lại, có chút ngẩn ra rất nhanh chú ý đến sắc mặt của bọn họ, lập tức trong lòng nhảy dựng lên, biết là đã xảy ra đại sự, đối mặt với y thánh, nghĩ đến những lời đã nói trước đó, chúng thánh đều cảm thấy mặt. Mình nóng rát, nhưng lúc này lại không kịp xấu hổ nữa, so với điều này, hạo kiếp trước mắt này bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, trong lòng bọn họ đều tràn đầy hối hận vô hạn. Những gì hắn nói là thật. Vậy bây giờ chẳng phải là y thánh lập tức lao đến trước mặt nguyên tổ, chăm chú nhìn hắn nguyên tổ lại không tự chủ được mà tránh đi ánh mắt của hắn nói bên đó đều là cổ ma thần tiên thế giới quả thực chỉ là mộng ảo của chúng ta hiện tại cổ ma đã phát hiện ra tiên môn này không biết tiên môn có thể ngăn cản được không sắc mặt y thánh biến đổi trong đôi mắt đẹp bùng lên ý tức giận quét qua những người khác đáy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ nhưng chuyện đã đến mức này nàng biết mắng chửi bọn họ cũng vô dụng chưa đợi nàng nói gì bên cạnh thánh anh đột nhiên kêu to không tốt có thứ gì đó tiến vào cái gì? Chúng thánh kinh ngạc, sau đó thấy một luồng khí đen từ tiên môn kia tỏa ra, sau đó hắc khí ngày càng nồng đậm, ngưng tụ thành hình dạng của một con cổ ma trong hư không. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt nguyên tổ biến đổi, vội vàng nói, nhanh lên, giết nó, nói xong liền ra tay trước tiên, lao về phía cổ ma. Thần vương lúc này cũng không để ý đến chuyện khác, nhanh chóng rút kiếm lao ra. Chúng thánh đều đã nếm trải được sự lợi hại của cổ ma kia, trong sự kinh hãi, vội vàng liên thủ pháp thánh và danh thánh cùng những người khác cũng nhanh chóng ra tay theo từng đạo thánh vực và công kích rơi xuống con cổ ma vừa mới chui vào này còn chưa kịp thi triển thiên phú bí pháp đã bị thần vương nguyên tổ và chúng thánh hợp lực bắn chết tại chỗ cổ ma này chỉ là tam giai tương đương chi thánh nhưng cũng không thể ngăn cản được sự liên hợp của nguyên tổ và thần vương cùng chúng thánh chỉ một hiệp đã bị giết chết thấy cổ ma ngã xuống chúng thánh đều thở vào nhẹ nhõm. Thánh Anh lại chăm chú nhìn tiên môn kia, nói, còn sắc mặt nguyên tổ khó coi, nói với Thánh Anh, có thể ngăn cản được không, ta không ngăn được, sắc mặt Thánh Anh tái nhợt, lắc đầu nói. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, đột nhiên một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên. Chúng thánh chỉ cảm thấy thân thể rung lên, toàn thân đều có cảm giác căng thẳng, giọng nói này bọn họ quá quen thuộc, nếu như trước đây, sự xuất hiện của giọng nói này chỉ kích thích sự phẫn nộ của bọn họ, nhưng lúc này lại khiến bọn họ có cảm giác xấu hổ và không dám nhìn thẳng. Lý Hạo toàn tốc bay đến, rốt cuộc đến được chỗ này, liền thấy trong vết nứt ở tinh không có chúng thánh, còn có thi thể của một con cổ ma. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi và tức giận. Hạo Thiên, nguyên tổ thấy Lý Hạo đến, quay đầu lại, biểu cảm có chút xấu hổ, nói, vừa rồi là chúng ta sai rồi ngươi đến cũng đúng lúc, ngươi có thể lại ngăn được khe hở này không?" Lý Hạo bước nhanh đến, Chúng Thánh thấy vẻ mặt tràn đầy sát khí của Lý Hạo, lần này lại không giống như thường ngày cảm thấy bị coi thường mà tức giận, mà là đều tránh sang một bên, có chút không dám nhìn hắn, nhưng nghe được lời của Nguyên Tổ, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Lý Hạo đến trước mặt Nguyên Tổ, liền thấy thanh kiếm gãy trong tay hắn, sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên lạnh lẽo vài phần thanh kiếm này hắn đưa cho phân thân ám diện để phân thân ám diện trấn thủ ở ngoài huyền tẩn chi môn mà phân thân ám diện chỉ có thể thi hành mệnh lệnh của hắn lại không thể chia sẻ ký ức với bản thân hắn nhưng thanh kiếm trong tay nguyên tổ đã khiến lý hạo nhận thức được bọn họ đã làm gì các ngươi thật sự rất tốt lý hạo từng chữ từng chữ nghiến răng nói nguyên tổ cũng chú ý đến ánh mắt của lý hạo trong lòng có lỗi vội vàng đưa thanh kiếm trong tay cho lý hạo đây là kiếm của phân thân ngươi ta ta sẽ dùng cái khác để bù đắp cho ngươi hiện tại đại cục quan trọng hy vọng ngươi đừng tính toán lý hạo kéo kiếm về trừng hắn một cái thật mạnh nói ngươi lấy gì để bù đắp đồ vật ta muốn ngươi có thể đưa ra được không hiện tại gây ra phiền phức lớn như vậy các ngươi đều chuẩn bị trở thành thức ăn cho cổ ma này đi nghe được lời của lý hạo nguyên tổ biến sắc chúng thánh cũng đều kinh hãi tức giận thần vương trầm giọng nói không cần biết yêu cầu gì Ngươi cứ việc nói, trước tiên ngăn khe hở lại đã, nếu không chỉ càng thêm phiền phức. Đúng vậy, Hạo Thiên, cho dù chúng ta không đúng, ngươi muốn trách chúng ta cũng đợi ngăn khe hở lại rồi nói sau đi. Không ngăn lại được, cổ ma kia lại muốn tiến vào. Chúng thánh cũng vội vàng khuyên bảo. Lý Hạo nghe vậy muốn cười, nói: "Khe hở này các ngươi cho là muốn ngăn là ngăn được sao? Tốt, ta thực sự có thể ngăn được, nhưng khe hở mà ta ngăn được chẳng phải cũng đã bị các ngươi mở ra sao, nguyên tổ và thần vương bị Lý Hạo giận dữ của trách, đều cảm thấy mặt mũi có chút không chịu được, nhưng không ai phản bác. Chúng thánh đều kinh ngạc phẫn nộ, âm dương gia chí thánh bước ra một bước, nói, Hạo Thiên Tôn, chúng ta đều nguyện ý bồi tội xin lỗi ngươi, ngươi trước tiên đừng chặn khe hở, chuyện gì có thể nói rõ được không, Lý Hạo lạnh lùng nhìn hắn, không cho hắn chút sắc mặt nào, nói, không hiểu lời ta nói sao. Khe hở ta chặn, các ngươi có thể mở ra, chẳng lẽ ma cổ bên ngoài kém các ngươi? Chúng nó không thể mở ra. Nghe vậy, chúng thánh đều ngẩn ra, lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Lý Hạo tiếp tục nói, trước đây ta chặn khe hở, chỉ là để tránh khí tức bị lộ ra, ta dùng phân thân ở bên ngoài trấn thủ, nếu có ma cổ lang thang đến, nếu bị dò ra được tung tích Huyền Tẩn chi môn, phân thân của ta sẽ kịp thời xuất thủ giết chết chúng, nếu không các ngươi cho rằng chỉ chặn khe hở là xong hết mọi chuyện sao chỉ cần cánh cửa này bị tìm thấy ma cổ nhất định sẽ nghĩ cách công kích hiện tại các ngươi đã qua thu hút ma cổ đến cửa đã bị ma cổ phát hiện chặn khe hở này có tác dụng gì nghe lý hạo nói sắc mặt chúng thánh tái mét quả thật trước đây bọn họ có thể phá vỡ khe hở mà lý hạo chặn thì ma cổ cũng có thể lại chặn cũng không có ý nghĩa gì nữa chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao, hay là, chúng ta xông ra ngoài, những ma cổ kia chỉ có hơn 10 con, chúng ta giết sạch chúng nó, như vậy tin tức sẽ không bị lộ ra ngoài. Một thánh nhân vội vàng nói. Lý Hạo nghe vậy, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc phẫn nộ nói, hơn 10 con, nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ của Lý Hạo, thánh nhân kia tim đập thình thịch, khí thế lập tức yếu đi, nói, đúng vậy, có vấn đề lớn sao, nguyên tổ và thần vương cũng nhìn chầm chằm Lý Hạo. Lý Hạo lạnh lùng nói, hơn 10 con ma cổ xuất động, cho dù tất cả đều chết, thủ lĩnh phía sau cũng sẽ theo dấu vết và mùi hương mà chúng để lại mà tìm đến, lúc đó sẽ là vài trăm con, vài trăm con, chúng thánh chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, có một loại cảm giác khó thở. Chỉ một con ma cổ đã khiến bọn họ phải tốn sức như vậy mới có thể chém giết, vài trăm con, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Hạo nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, một chút cũng không để ý đến cảm nhận của bọn họ, cười lạnh nói, vài trăm con còn coi là ít, chỉ là một con thủ lĩnh, nếu nơi này có ma cổ thống lĩnh, thì còn không biết tiên môn có ngăn cản được không, nếu không ngăn cản được, thì lúc đó không chỉ các ngươi, toàn bộ chư thiên đều phải xa vào hắc ám. Lời này vừa nói ra, sắc mặt chúng thánh càng tái nhợt. Nguyên tổ nắm chặt tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn chầm chầm Lý Hạo nói, Ngươi nhất định có biện pháp ứng đối đúng không?" Lý Hạo liếc nhìn cánh cửa cổ xưa mờ mịt khói đen, biết có ma cổ đang chui vào, hắn lười nhìn thêm, xoay người nói, "Hiện tại biện pháp ứng đối mà ta nghĩ ra được, chính là mang theo bằng hữu của ta tìm nơi trốn đi, có thể trốn thoát hay không, ta cũng không biết." Nói xong, liền muốn rời đi. Nguyên Tổ vội vàng đuổi theo Lý Hạo, chặn hắn lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng không kiềm chế được nói, Hạo Thiên Tôn trước đây là lỗi của chúng ta, chúng ta đã bồi tội với ngươi, sau này bất kể ngươi đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi, nhưng có thể cầu ngươi vì vô số chúng sinh vô tội của chư thiên mà ra tay giúp đỡ bọn họ không, giúp ai, bước chân Lý Hạo dừng lại, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, nói, giúp những kẻ mắng chửi ta là. Người ích kỷ hay sao, nguyên tổ và chúng thánh nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi, trước đây bọn họ xúi dục tín đồ của mình bôi nhọ Lý Hạo, muốn dân chúng chư thiên gây áp lực cho Lý Hạo, vạch trần bộ mặt giả dối từ bi của hắn, không ngờ hiện tại lại tự rước họa vào thân. Đều là lỗi của chúng ta, bọn họ chỉ là vô tội, ngươi không thể ích kỷ như vậy. Nguyên tổ nghiến răng nói. Lý Hạo cười lạnh, nói, ta có một thói quen, người khác càng nói ta cái gì, ta lại càng thích làm theo ý người khác, nói ta ích kỷ, thì ta sẽ cho các ngươi thấy ta ích kỷ như thế nào, đây cũng là các ngươi lựa chọn mà. Hạo Thiên Tôn, ngươi đừng lấy Sinh Linh Chư Thiên ra dọa ta được không, coi như chúng ta cầu ngươi." Một thánh nhân vội vàng nói. Lý Hạo liếc nhìn thánh nhân đó một cái, lạnh giọng nói, "Dọa ta? Trước đây ta đã nói rồi, các ngươi lấy vạn tộc Chư Thiên ra đánh cược, là ai nói với ta, Chư Thiên sa vào hắc ám, các ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này?" chúng thánh không dám đối diện với ánh mắt của lý hạo xấu hổ quay đi chỗ khác trong đám người vị thánh nhân trước đây nói có thể gánh chịu trách nhiệm cũng cúi đầu xuống hận không thể chôn đầu xuống đất lý hạo nhìn thấy bộ dạng của bọn họ khinh thường cười một tiếng nói hơn nữa các ngươi nghĩ ta đang dọa các ngươi sao hiện tại các ngươi bắt đầu cảm thấy ta thần thông quảng đại rồi sao chuyện gì cũng có thể giải quyết nói cho các ngươi biết cho dù hiện tại ta tha thứ cho các ngươi có tâm giải quyết cũng không thể giải quyết được các ngươi gây ra chuyện này thì tự các ngươi đi mà gánh chịu đi nói xong hắn đẩy nguyên tổ ra bước về phía trước nguyên tổ bị lý hạo đẩy ra một bên nhưng không phản kháng lúc này cùng lý hạo tranh đấu đã không còn ý nghĩa gì nữa sắp đi đến cửa khe nứt lý hạo nghĩ đến y thánh quay đầu nói muốn đi cùng đường để tránh nạn không y thánh ngẩn ra Nàng vừa rồi cũng có ý định khuyên Lý Hạo vài câu, mặc dù nàng cũng rất tức giận nguyên tổ bọn họ gây ra họa lớn như vậy, nhưng rốt cuộc cũng vì chúng sinh mà không muốn ngồi không làm gì. Nhưng lời Lý Hạo lại khiến nàng ý thức được, dường như Lý Hạo cũng không còn cách nào khác. Được. Nàng gật đầu, nghĩ đến rất nhiều môn nhân và đệ tử của mình, kiếp nạn như vậy, ít nhất phải lưu lại một ít hỏa chủng đi. Gào, y thánh vừa đi, đám hắc khí ngưng tụ bên cửa lập tức hóa thành hình dạng một con ma cổ nhìn thấy ma cổ chui vào sắc mặt chúng thánh biến đổi lập tức như đối mặt với kẻ thù lớn nguyên tổ và thần vương cũng nhanh chóng bước ra một bước muốn xuất thủ lý hạo nhìn thấy ma cổ đã lâu không gặp trong mắt lạnh lẽo nhìn thấy nó lao về phía y thánh thanh kiếm còn vừa mới kéo về từ tay nguyên tổ lập tức bay ra bùng trong nháy mắt kiếm như bóng ma xuyên qua thân thể ma cổ đánh chết nó đồng thời, nguyên thần của Lý Hạo đột một chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém nát nguyên thần của ma cổ đang ngẩn ra. Làm xong những việc này, Lý Hạo giơ tay một cái, thu lấy ma cổ cùng với thi thể ma cổ trên mặt đất, đưa vào thiên địa không gian, sau đó hơi vẫy tay với y thánh, không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.